đó bị chị dùng nail. What? Đang đang ngắm thông thật mọi người. Không biết mình chết nhiêu lần về cái căn nhà của Hi Ha luôn rồi đó trời. Tức cái người luôn á. Bạn đã đến với channel của mình. Mình là Dâm Cú Tê Học Mê Xí Mụi, lại đến với series Sóng Thần Từ Tim của Dâm Mi. Ồ, hiện tại tụi mình đang hóa trang thành Dương quá, Underground. Ừ, phải ghê Dương quá, Underground. Trời ơi, kỳ nó đang lùi lùi. Mọi người không thấy chúng tôi gì hết trơn. Liêu liêu, liêu liêu, Hi Ha phàn quá mà. Làm sao mà thấy được, đúng rồi. Xì tiếp, xì tiếp, xì tiếp. Đúng rồi, Hi Ha xì tiếp nha mọi người. Và bây giờ lại tiếp tục, mọi người nhớ là like, share, ủng hộ cho kênh channel của mình cũng như là các thành viên của team xin tố nha mọi người. Ok, trời ơi, hiện tại đây có một Dương quá nha. Trời ơi, Dương quá sầu riêng. Ừ, giờ kế bên là một cục phân đang thùi lùi anh em à. Cục phân đang thùi lùi. Hủ đang làm cái trò gì vậy trời? Mình liếc thấy hết rồi nha Hủ ơi. Hủ ơi, thấy hết rồi nha Hủ. Cái thằng vàng hè này. Ok, okay. Vậy giờ chúng ta sẽ lấy đồ của chúng ta thôi mọi người. Okay, ơi. Ok, ok, đứa đầu tiên của tôi. Ôi, chị làm gì chị em vòng quá chứ mi. Ôi, chị sợ em liếm. Sợ lắm chứ bộ. Liếm, 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 liếm. Hụt hết, hụt hết. Ok. Ơ, trả cho tôi. Hôm nay chị sẽ xây căn nhà mắt cha, trả cho trời. Thôi vậy. Ủa, chị trả cho chị màu xanh thôi. Thôi, trả cho chị hết rồi. Chị mới cần xây đủ chứ. Sầu riêng à. Ok, đi đây, bye bye. Em muốn cứu mày phải cứu của tàu. Mình quyết định mình sẽ xây nhà mình. Ở đâu ta? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Nè Dâm Mi, em tặng chị Dâm Mi. Tặng gì vậy em? Ok. Chị lại đây em cho chị hai cái rương này siêu 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 nhiều màu xanh luôn. Cái gì? Ghê vậy? Ở đâu mà ra nhiều vậy? Ở đây nè, ở đây nè. Rồi đúng rồi, em chiếu em thử nha. Chị đây thấy chị chưa? Chị mà đổi lại chị cho em kinh nghiệm. Trời không được. Trời cho chị hai rương hơi bị nhiều á. Thôi không được đâu, kinh nghiệm mà phải hàng trăm về hàng trăm dư thì chị hàng trăm cho em luôn á. Hôm nay chúng ta chơi sóng thần à, máu mệt thật là nguy hiểm những con người xung quanh chúng ta. Đúng rồi, coi chừng có imposter nha. Ủa rồi, rồi ở nhà đâu chạy cái gì sao đi cục tay hổ báo rồi. Ui ui ui, màu đỏ lấp 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 lấp. Trời ơi, tội ai chi quá à. Chưa ác thiệt sự. Anh Tậu lấy ra cái đó cường quá vậy Tậu. Ủa, em lên cấp rồi, em qua kia, em cha, em có chơi sinh tồn không? Em mắc là cái ly nó hình như thế nào để mình làm theo nè mọi người. Không biết gì đâu. Tụi nó đang đơm nhau để tụi nó lấy đồ kìa Jimmy ơi. Trời ơi, chúng ta là anh em gia đình, một gia đình thì phải chơi hết mình, mà chơi hết mình thì đừng đánh nhau vậy chú men hai. Em có đánh ai đâu. Giết luôn. Giờ sao hả Vinh Kỳ, trả đây. Nhanh lên. Sao cha anh? Ừ thì sẽ dùng cái này nhiều để mình sẽ hàng trai cái này lên 12 luôn. Vậy 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 không có được, không có được. Trời ơi, cái gì vậy trời? Chứ gì vậy? Đưa đồ đi, nhanh lên. Vậy? Được không? Vậy nữa hả? Không có. Mà em lấy sạch đồ anh nhưng tôi không có hả? Đó, ủa em có đồ của em đúng không? Em lấy sạch mắt đồ của bạn lưng lẹo là bạn mình giết bạn nha bạn. Ai lưng lẹo? What? Đồ đang cay. Đồ đang cay. Đó, mọi người có hình dung ra cái ly của mình chưa? Đó. Vậy là biết nó đẹp lẹn, bờ rồ, bờ lê ơi, có khác hay không? Rạn. Trời ơi, đương nhiên rồi. Ê, 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 ê. Anh kiếm chuyện kìa, anh kiếm chuyện kìa. Quách nè. Trời ơi, Hủ nó bị Bạn đứng lại mau bạn, bạn đứng lại. Bạn đứng lại đó. Trời ơi, tụi nó đuổi nhau, giật đuổi như một ra. Cái gì vậy? Trời ơi, lấy hết đồ em mày. Không làm gì cũng bị hai chi vậy. Không làm gì. Tội hai chi thật sự luôn. Ông không làm gì cũng bị đánh tới cuộc tình này giống nãy hai chi bị mấy con khứa này qua farm kinh nghiệm nè anh em à. Tao hủ liền imposter rồi đi vòng vòng cầm. À, đúng rồi. Cầm vũ khí đi vòng vòng rồi. Ra ngoài lại. Xem cái rương ra. Em mình xuống dưới mình nhìn coi nó giống chưa. Sao nhìn cái rương này nó hơi lạ. Anh Chi, anh sẽ về đội của em. Vô. Thôi khỏi anh. Đúng. Để hay lắm em. Giờ có chỗ không? Nhanh lên. Giờ có tiện. Giờ có chỗ ở hay không? À không. Ê, không kiếm chuyện nha. Không, không, gì gì đang phải năn nỉ mà đây là đe dọa nghe chưa? Dâm ơi. Dâm. Dâm. Cái gì? Dâm ơi. Cái gì? Trời ơi. Ok, cũng được. Cho luôn. Trời ơi, không, người con người tốt bụng đúng là bạn của mình. Trời ơi, trời không thèm. Trời ơi, cái chuồng chó. Không thèm. Này sống thần tới đuổi ra. Chú ơi, Dâm ơi, nó dí nãy giờ. Dâm ơi, cứu bạn. Ai dí ông đâu trời, tôi đứng tôi nhìn nè. Nó bị hùng thật sự. Tức quá trời. Ai mà dí tiếp rồi Dâm ơi. Đó,
thấy gì đâu. À, sao đi. Mất cây cứu nó chết luôn rồi, cứu. Sống à, thần. Dạ, đúng rồi. Thấy tàu hủ với Viên Kỳ cũng hợp nhau lắm á, hay là tới với nhau. Ủa, bận chơi hai chi rồi. Bắt nè. Trời ơi, ngay đâu hai chi là của Viên Kỳ mà, phải không? Cái gì tụi bay chơi bùng binh hả? Ừ, chơi bùng binh cái gì? Thì Hai Chi là của Viên Kỳ đúng không? Viên Kỳ là con của ông Bụn, Hai Chi cũng là con của ông Bụn. Thế là không ngờ ông chạy luôn tàu hủ. Không ngờ ông chạy luôn tàu hủ. Ủa nhớ kêu anh tàu. Không ngờ ông chơi em tôi. Em nhìn cái ly của chị Zombie tưởng cái ly uống trà không vậy? Cái này là cái ly mít trà. À. Để lúc xong biết đâu. Đi ra đây, bước ra đây. Là kiếm chuyện nữa kìa. Kiếm chuyện nữa rồi đó. Nhờ nó tính bộ à. Tịch thu hết. Thu. Cái gì mà a hoài vậy Hữu? A mệt á. Trời. Hai kia đây im đấm nhau kìa. Thấy gì kìa, im dữ. Im thật sự im luôn á. Chuẩn bị có vụ gì đó xảy ra mà. Chuẩn bị có phi vụ mới. Chẳng hạn như là dùng TNT nổ nhà hi ha. Quay mã mà nổ được nhà tao chắc hơi bị nhiều TNT đó mày. Trời đất ơi. Hoặc là có thể tàu hủ đang trốn vô một góc nào đó. Tàu hủ đang chiết mọi người à. Chiết chiết là gì? Chiết cực mạnh. Chiết đâu? Đâu? Đừng. Nhưng mày người ta cái nhà của người ta đã ly trà sữa chuyện đạo được hầm. Ê cái đồ trong cái ly của mình rồi đó mọi người. Hợp lý chưa? Hợp của nhà bà Lý luôn. Rồi bây giờ đi chế cái cửa thôi. Dạ 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 dạ. Ai cứu em đấy. Mệt mỏi. Thôi không ai cứu rồi em đâu. Xong rồi nè mọi người, đây là căn nhà của mình. Rất hợp lý và sạch sẽ. Hiện đại và văn minh. Không cho giá như tàu. Mình đang lắp nóc anh em à. Nhà là phải có lóc, không có lóc thì ra chuồng bò ở như tàu hủ luôn. Ê, trời nó rớt em. Đồ quỳnh như sóng thần nó chảy rồi kìa. Thôi xong. Lụp lên, tỉnh, tránh ra. Tránh ra, mẹ tránh ra. Trời ơi, tuần tay ba. Ê, cái thằng nào nó đang đào cái đường hầm bí mật giữa nhà mình đó vậy ta? Trời ơi, to quá. Trong đây còn ai? Cao quá quá, ông thằng trái sầu riêng mọi người à. Nó đang làm cái trò gì ở dưới á. Chuông ở dưới đổ lava xuống. Người ta là sầu riêng chứ người ta đâu phải tàu hủ mà dơ chạy. Alo. Này chú chú ý nè. Cái nhà của mình đã xong, giờ mình sẽ đi tham quan nhà từng thành viên. Đồ nhà này của tàu hủ à? Đồ nhà không có nóc luôn. Nhà này của sầu riêng, còn nhà tàu hủ bên đây nè. À nhà này của sầu riêng hả? Ok. Ủa tàu nhà em đâu? Ở nhà nó đâu nó không biết luôn. Ở này nhà của ai vậy? Tàu trời ơi. Tàu hủ nhà, tàu hủ đi ăn bờ. Nó xây cái trò gì mình không hiểu luôn á. Còn nhà này của ai đây Vinh Kỳ vậy? Không Hai Chi. Nhà trời ơi Hai Chi ơi, nhà đẹp quá em. Còn cái nhà em như cái lọ. Y chang cái thẹp luôn. Còn nhà em như cái lọ. Em đựng em vô. Sorry. Ai chơi cái trò cái trò chế. Đó trò gì? Ai chơi cái trò chế châu gì, chơi đổ lava nhà anh ta vậy? Thì còn trong đây còn ai? Nó đào đường rồi, ra ngoài đổ lava. Ôi, sống thần tới rồi, kỳ tụi mày ơi. Đó, nhảy ra kìa, xịn dữ. Anh builder số 1 team sinh tố. I love you, Hi ơi, I love you. Cái gì nữa hả ông nội? Ờ, cục cưng ơi, cục cưng. Cái nhà này xịn quá, chở ké được không cục cưng? Sao đang hê dơ, baby. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Kêu vậy mọi người? Con dịch nào mới kêu vậy? Dịch nào mới kêu nó cầm cái xô gì kìa. Cái diện tàu hủ. Ơi đánh tàu không được nha mọi người. Ok mọi người hiểu rồi nha. Ê dạ, cái gì quýnh được mà. Đánh không được nha. Đây mọi người. Ok hiểu rồi nha. Dùng bị lắc rồi. Ờ hiểu rồi. Mấy bạn hiểu rồi nha mấy bạn. Tàu hủ chỉnh sinh tồn. Trời ơi. Gì là sinh tồn gì ở đây nữa. Người ta phải chỉnh sáng tạo cho em Vinh Kỳ. Alo. Mới chỉnh lại. Mới cho đâu. Mới chỉnh lại sinh tồn. Ôi mình cảm thấy mình ổn lắm. Ra coi với. Ơi ra coi với chờ chút. Nó xuống từ từ mà. Ờ. Ê Tommy, let me see your nail. What? Ra ra ngắm thấm thầm mọi người. Không biết mình chết nhiêu lần về cái căn nhà của Hi Ha luôn rồi đó trời. Tức cái người luôn á. Tưởng nó xây cái thuyền không á. Sầu riêng tưởng xây cái thuyền Titanic cho chổng không á. Thôi má thôi bự. Trời ơi em lên đi em hiểu liền à. Cá vàng bơi trong bể nước ngôi lan lặng xuân. Cá vàng múa tung tăng. Ôi đù, đã quá à. Ây da ơi, ra đây chưa. Ây da, trời đậu sao. Trời
tới à. Thôi em chui hầm trước. Em chui ven nha. Phải rồi, chui ven. Chui ven chứ. Trời ơi, mình sẽ lên mình năn nỉ bí bề, mình cho ở chung nhà. Đây. Bí bề ơi, bí bề. Dạ bí bề. Bí bề cho ở chung nhà không bí bề? Trời ơi. Bí bề ơi, thằng tàu hũ nó ồn quá bí bề. Kệ nhà xịn lắm. Đồ. Ờ bí bề đang làm gì vậy bí bề? Chàng chị. Bí bề. Ờ bí bề nãy đâu chui ra vậy bí bề vàng kè. Con bóng vàng kè. Trời ơi cục gì ở đây vậy bí bề? Cục đi. Nó bị gì nè bí bề? Tao mệt mày quá. Mày ngó cái gì? Mày dám cưỡi cao gôn á hả? Ây da. Có gì mong giá đúng không nha? Ai mới gớt cái bạch chứ vậy? Không biết, không biết em ơi, không biết. Lũ, mọi người ơi, có cửa sổ không? Nhìn em, bạch nhìn em bị lũ chơi. Cuốn ngàn nhà tao gà luôn. Mọi người không còn la được vậy là không sao. Trời ơi, hai chị ơi, hai chị ơi. Ai chứ thì nó đưởng cứu Vinh Kỳ cứu vậy nha, chị vẫn bị bơ da nè. Hai chị ơi, chết chết. Ngại ngu rồi, bí bờ ơi, cứu bí bờ. Nước chuẩn bị tràn. Ôi bí bờ ơi, đi đèo thuyền đi bí bờ. Bí bờ ơi, đi đèo thuyền đi bí bờ. Ủa bí bờ đi đâu rồi? Ê, tẩu. Cái đầu. Tụi. Bí bờ ơi, bí bờ đâu rồi? Chết kìa. Đi chèo thuyền đi bí bờ. Cái này giống như chơi lướt ván á ha chị. Ê chị ơi, nhảy xuống này chị ơi. Trời đậu anh lỗ quay nha. Cái khẩu trang này nó lỗ chứ không phải lỗ tại tôi. Chị mày nhảy nè chị mày. Phí tinh. Nhảy ra. Đi phân. Từ từ lên từ từ. Nhìn nè chị mày, nhìn nè làm một lần thôi nha. Ok bí bờ. Em xuống này. Wow. Rồi vậy. Bí bờ làm chiếc thuyền đi bí bờ, hai đứa mình đi đèo thuyền. Ê. Nhậu xanh. Vô. Thằng nào đó đập chiếc thuyền của mình rồi, mắc dại rồi. Wow. Quá đồn mày đúng. Cái cậu thấy ngu này. Tao chết. Quá say. Mấy bà ơi, lọt nữa rồi, mấy bà ơi. Cậu thấy ngu chưa từng thấy. À đồ, đường này vô lỡ vậy. Không biết. Alo, cả nhà ơi, đường này vô lại. À, thấy rồi. Lỡ. Rồi, sầu riêng đang đắm chìm trong nước luôn. Sầu riêng đâu phải Titanic mà sao cứ đắm chìm ở dưới hoài vậy em? Tụi em là tàu lặn chị, cái này là gọi là tàu lặn. Trời ơi, tôi tức á. Lọt hoài à. Trời ơi, làm như cái game này nó đặt cho tôi tên lọt hay gì vậy trời. Nguyễn Hiệp bánh lọt. Vinh Cơ cho chị chiếc thuyền, Vinh Cơ. Hết đây. Sao lên? Ôi ơi! Nó trời! Vớt lại! Vớt lại trời ơi! Đây, thuyền nè. Ôi! Sao mày không cho tao lái? Nó không cho lái nè! Lái nè! Thuyền chứ mấy? Rồi sao? Trời, hết thuyền luôn. Trời, đúng rồi. Rồi, bé luôn rồi. Rồi, xong luôn. Ai vậy? Ai bắn cung vậy? Chó đứng cùng bên kia kìa. Chào đây mà. Tao đúng rồi. Hay quá hai chị ơi. Ê thầy kìa, đang chạy lại nè. Trời ơi. Cái này ai đặt vậy? Anh cameraman hả? Ê lướt sóng anh em ơi. Chuẩn bị lướt sóng nè. Lướt sóng. Ôi không trộn rồi. Ôi đậu xanh tám mặt đất luôn rồi tôi ơi. Cô vô được. Hello chị. Mình sẽ làm được. Ơi. Tẩu lên máy bay bay về cố gắng tẩu ơi. Đi lên nha. Go. Lên máy bay thôi. Go. Đây, tụi mình đã thắng game rồi. Impostor thì sẽ chết. Impostor. Người A rồi lên thuyền cuối cùng rồi chết. Go. Ok. Vô lẹ. Bích lại. Rồi đây. Ai? Gì vậy? Impostor vô rồi. Ôi.
Ok các bạn ơi, và video của mình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nhớ để lại cho mình một like, một share cũng như một subscribe để đăng ký cho tất cả các thành viên ở team sinh tố của mình. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại vào video giống đường khác ở thế giới khác nha mọi người.